Hôm nay mình sẽ học sử dụng hàm indirect để làm phiếu liên lạc. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phiếu liên lạc cho học sinh. Ví dụ ở đây yêu cầu Lê Hồi Bảo thì tất cả những điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm văn, điểm sử, điểm địa của học sinh Lê Hồi Bảo gồm các phần số kép cột của phần số 1. Yêu cầu Hình Trần Minh Hào thì tất cả những điểm toán lý hóa của Hình Trần Minh Hào hồi số 1. Thì những điểm toán lấy từ xích toán, xích lý, hóa, văn, sử, xích địa qua bên phiếu liên lạc. Để làm được bài này thì chúng ta cần sử dụng hai hàm cơ bản, đó là hàm VLOOKUP và hàm INDIRECT. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm INDIRECT. Đi xóa, lát nữa mình làm lại. Hàm INDIRECT, cú pháp INDIRECT, cái chuỗi tham chiếu phải giá trị logic. Hàm này sẽ trả về cho mình là cái địa chỉ. Giá trị của mình có hai giá trị, true hoặc là false. True thì với cái thể hiện của mình là ABC, ABC 1, 2, 3, 4. Còn false nó sẽ trả cho mình cái thể hiện là dòng cột 1, dòng 1, cột 2, dòng 2. Thường chúng ta thấy formula về một số 1 nó không thể hiện ABC mà là dòng 1, cột 1, dòng 1, cột 2, dòng 2, cột 3, dòng 3. Tôi sẽ cho các anh chị và các bạn thấy một vài ví dụ để minh họa hàm INDIRECT. Tôi về lại vị trí ban đầu, thể hiện ban đầu. Ví dụ tôi bằng INDIRECT C2 phải true thì nó lấy cái chuỗi C2 này, nó biến cái chuỗi C2 này thành địa chỉ C2. Địa chỉ C2 cái giá trị là 12A2. Tôi bằng bằng INDIRECT. Ở đây tôi ghi là B2 phải true. Thì ở đây nó sẽ biến cái chuỗi B2 này thành cái địa chỉ B2 là Thảo. Hoặc là tôi bằng INDIRECT, tôi muốn lấy là dòng 3 R3 cột 3 phải false. Thì khi mà chỉ số này chỉ số false thì nó hiểu là lấy tại vị trí dòng 3 cột 3, dòng 3, 1, 2, 3, cột 3 nó sẽ ra là 10A1. Để minh chứng bài này cho rõ hàm INDIRECT thì tôi sẽ có cái bài phiếu liên lạc. Phiếu liên lạc của tôi là tôi chọn học sinh, bất cứ học sinh nào thì nó sẽ ra điểm từng môn của học sinh đó, ứng với điểm từng môn. Các xích điểm này nó phải giống cú pháp với nhau, nó phải giống kiểu bố trí với nhau. Bây giờ tôi làm từng môn thử bằng VLOOKUP. Tôi lấy trị dò, cái trị dò này nó không thay đổi, tôi cột lại phải. Tạm thời là tôi lấy bảng dò là toán F4. Bây giờ tôi giả sử như tôi lấy cột thứ ba là điểm hệ số 1 đầu tiên phải không, nó đã bị lỗi số 3. VLOOKUP toán B2 được 6,2 thiếu tôi thiếu 2 phải không, 3 phải không. Rồi tôi kéo qua tất cả là 8.5 như nhau. Tại vì sao? Tại vì tôi lấy số 3, ở đây tôi còn thay số 4, ở đây tôi còn thay số mấy, số 5. Như vậy thì mình nhận xét nha, ở đây cột 3, ở đây cột 4, ở đây cột 5, ở đây cột 6. Thì tôi có thể dùng hàm column để tôi quét qua. Column S đó là A2.C, từ cột A đến cột C là 3 cột. Đi kéo qua thì bên đây nó sẽ là 3, 4, 5, 6. Đáp ứng được yêu cầu của tôi copy, tôi dục vào trong này.
Đây là số 3 chết. Tôi cần trên V nó. Rồi, đây là được điểm môn toán. Tương tự như vậy, điểm môn lý y che, môn lý môn hóa y che. Kéo xuống. Ở đây là điểm môn lý, tôi sửa lại chỗ đây là chữ gì đó? Lý. Ở đây là điểm môn hóa, tôi sửa lại chỗ đây là chữ hóa. Tại sao chúng ta phải làm bằng tay? Nếu mà 20 môn thì chúng ta phải làm 20 công thức. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn và các anh chị sử dụng một công thức cho tất cả đoạn này. Mình nhận xét đoạn này đi. Tôi tạm thời tôi kéo to ra một tí. Ở đây hai công thức này nó giống nhau. VLOOKUP V4 V4 nó chỉ column AAC không không, nó chỉ khác nhau là toán và lý. Thì bây giờ mình dựa vào toán và lý đây, mình sẽ đưa trực tiếp vào đây, mình sẽ sử dụng hàm indirect để mình làm sao tôi có chuỗi toán V2 tới G6 và lý V2 G6. Thì tôi vào ở đây là môn toán, tôi và một cái gì, cái thằng V2 2.G6 đây. Thì nó đây tôi là toán mà 2 đến G6, kéo xuống thì nó ra môn lý, và kéo xuống nó ra hóa văn sử địa. Nhưng mà khi tôi kéo qua thì chỗ này nó bị sai, vì tôi phải cột cái ô A7 lại cho nó khỏi chạy. Tất cả bản dò này của tôi là đều là toán B2 đến G6 nguyên một hàng trên, mà hàng dưới thì lý hóa. Đây là cái chuỗi, mình phải biến cái chuỗi này thành một cái địa chỉ, sử dụng hàm indirect, indirect để biến cái chuỗi này thành một cái địa chỉ. Khi mình enter thì nó sẽ ra value. Vì sao? Vì cái chuỗi địa chỉ này nó là một dãy số, một dãy số mà mình enter thì nó không hiểu là lấy cái nào nó sẽ ra value. Cái này nếu mà mình muốn đúng thì mình sẽ dùng công thức mã control shift enter. Bây giờ tôi không cần kiểm tra công thức mã nữa, tôi biết là chắc chắn là nó đúng rồi. Tôi có thể vào mình xem. Còn ai mà muốn kiểm chứng thì mình có thể là control shift enter, nó sẽ ra giá trị đầu tiên là OB2 của Lê Hải Bảo. Đây là OB2 Lê Hải Bảo. Sau khi mình làm xong cái này xong, mình cần trên C hay là chuột phải copy, mình enter. Thay vì chỗ này là toán, mình không có điền số toán chết chỗ này. Đây là toán chết, mình không có điền, mình cần xóa nó đi. Mình sử dụng hàm indirect để mình lấy giá trị của phân toán bên này. Sau khi mình làm xong enter thì từ đây mình có thể là kéo xuống, nó sẽ ra tự động ra môn toán, môn lý, môn hóa, và mình kéo ngang qua. Thì đây là một cái phím liên lạc đã hoàn chỉnh. Diệp Võ Minh Hoàng, Huỳnh Trần Hào, Trần Nguyên Khang với điểm môn toán, môn lý, môn hóa, môn văn, môn sử, môn địa. Như vậy hàm indirect của mình đã kết hợp với hàm VLOOKUP, hàm indirect kết hợp với hàm VLOOKUP thì nó giúp cho chúng ta kiểm soát được một cái công thức rất là ngắn gọn, và nó kiểm soát tất cả các bạn dữ liệu này bằng một công thức. Các bạn thử làm xem ứng dụng hàm indirect nhiều cái khác như thế nào. Từ đây mình có thể